Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại các địa phương. Triển khai đồng bộ các nội dung của vận động, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đổi mới và nâng cao các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương giải phóng mặt bằng, tham gia hiến đất, hiến kế, hiến công, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, trồng mới cây xanh, tạo sự đồng thuận, thống nhất và ổn định xã hội. Thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp. Hiện nay toàn tỉnh đang duy trì trên 1.530 tuyến đường kiểu mẫu sáng, xanh, sạch, đẹp đã đạt được năm 2022. Năm 2023, với mục tiêu mỗi xã phường thị trấn xây dựng ít nhất 10 tuyến đường kiểu mẫu sáng, xanh, sạch, đẹp. Đến nay toàn tỉnh đã hoàn thành thêm trên 1.580 tuyến đường kiểu mẫu với chiều dài hơn 338 km. Phong trào được lan tỏa đã từng bước hình thành thói quen của người dân trong việc thường xuyên làm sạch đường làng, ngõ phố, thôn xóm, chủ động vẽ tranh bích họa, trồng hoa cây cảnh. Thông qua đó, góp phần tạo cảnh quan, diện mạo nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2023, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã giải ngân hơn 120 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo vay vốn, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững. Trong đó, giải ngân hỗ trợ cấp hơn 29.240 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo. Giải ngân hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở cho 210 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 9,6 tỷ đồng. Cho vay lãi suất ưu đãi 97 tỷ đồng đối với 1.200 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Việc đưa nguồn tín dụng ưu đãi đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách góp phần quan trọng thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội ở các địa phương. Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ huyện Tam Đảo vừa tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia. Cuộc diễn tập với sự tham gia của trên 150 người và nhiều phương tiện cơ giới, trong đó có nhiều phương tiện hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hiện nay. Nội dung cuộc diễn tập với tình huống giả định xảy ra cháy tại phòng 301 tại tầng 3 của nhà hàng khách sạn Dung Thắng, thị trấn Đại Đình. Đám cháy nhanh chóng cháy lan sang các phòng khác của nhà hàng. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Vĩnh Phúc và lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp xử lý chữa cháy kịp thời, hiệu quả. Cuộc diễn tập đã hoàn thành toàn bộ nội dung kế hoạch đề ra, bảo đảm an toàn về người, trang thiết bị và phương tiện. Kết thúc cuộc diễn tập, Ủy ban nhân dân huyện đã khen thưởng cho 3 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc diễn tập. Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là đến kỳ nghỉ lớn nhất trong năm, Tết Nguyên đán. Thời điểm này, các cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi tiện ích trên địa bàn tỉnh đang tăng cường nâng cao chất lượng, xây dựng nhiều chương trình ưu đãi nhằm thu hút du khách đến với Vĩnh Phúc. Thay vì cung cấp những sản phẩm riêng lẻ, đơn vị này đã cung cấp thành một chuỗi tổ hợp dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Đây là một hướng đi mới của các đơn vị kinh doanh thương mại tạo sự liên kết trong thành lập chuỗi dịch vụ. Qua đó, khách hàng sẽ được trải nghiệm nhiều tiện ích phù hợp với xu hướng hiện nay. Trong năm vừa qua, nền kinh tế có nhiều khó khăn, nhưng doanh thu các ngành dịch vụ lưu trú ăn uống, dịch vụ lữ hành vẫn giữ đà tăng trưởng bền vững, ước đạt 7,72 nghìn tỷ, tăng trên 42%. Qua đó cho thấy được tiềm năng của lĩnh vực này sẽ phát huy hết nội lực của các doanh nghiệp dịch vụ trên địa bàn tỉnh, khai thác hiệu quả thị trường thương mại dịch vụ của Vĩnh Phúc. Để chuẩn bị cho những kế hoạch tổ chức và đón tiếp khách được hiệu quả và mang tầm giá trị và để đại diện cho một cái đơn vị và có cái tầm ảnh hưởng cũng như là có chất lượng 5 sao tại địa bàn thì chúng tôi khẩn trương rà soát lại về công tác tổ chức, đặc biệt là huấn luyện đào tạo cán bộ nhân viên, tăng cường về công tác về cơ sở vật chất, đảm bảo về yếu tố phát triển cũng như là hai nữa là đồng bộ để hỗ trợ và giúp đỡ cho cái việc tổ chức các dịch vụ để đáp ứng được những yêu cầu cũng như là nhu cầu của khách quốc tế.
Chỉ trong 3 ngày Tết Dương lịch, Vĩnh Phúc đã đón 90.000 lượt du khách đến tham quan và nghỉ dưỡng. Đây là khởi đầu thành công cho một năm mới. Để chuẩn bị tốt cho Tết âm lịch sắp tới, các cơ sở dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh đã cung cấp các dịch vụ du lịch trọn gói, cải tạo cơ sở vật chất, tăng cường thông tin quảng bá, niêm yết giá công khai để khách hàng dễ dàng lựa chọn. So với năm 2022 thì chúng tôi kỳ vọng là tăng khoảng 20% so với 2022, và trong ước muốn của tôi thì tăng khoảng 40%. Đặc biệt, trong năm nay, các cơ sở dịch vụ đã phối hợp với các địa phương phát triển các tour nghỉ dưỡng, tham quan mới, liên kết để khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch tại các làng văn hóa kiểu mẫu, phát triển du lịch cộng đồng, sản phẩm du lịch mà Vĩnh Phúc đang tập trung hướng tới. Với hành vi cướp giật điện thoại của một người phụ nữ đi đường, Phan Trung Hiếu, sinh năm 2002, ở xã Tân Quang, huyện Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bình Xuyên bắt giữ để điều tra về hành vi trên. Nhớ lại sự việc xảy ra, chị Nguyễn Thị Thủy Linh, sinh năm 1996 ở thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, vẫn chưa hết bàng hoàng. Theo chị Linh, hôm đó, chị điều khiển xe máy đi từ nhà đến thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Khi đến xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, thì bất ngờ bị một nam thanh niên áp sát, cướp giật chiếc điện thoại Samsung Note 20 Ultra. Chị Linh đang cầm trên tay, rồi nhanh chóng tăng ga bỏ chạy. Khoảng 3 giờ chiều, đi đến đoạn thị trấn Đạo Đức, trên thị trấn Đạo Đức một chút thì em có bị đối tượng là áp sát và cướp điện thoại, bởi vì lúc đấy là em đang check Google Maps nên là vừa đi vừa check điện thoại như vậy, và điện thoại trong tình trạng là không có mật khẩu. Là lúc đầu thì em còn tưởng là bị trêu ấy, vì bạn ấy đi gần xong rồi bạn ấy giật trượt. Đến lần thứ hai ngoảnh ra cái thì bạn ấy đã giật luôn điện thoại của em rồi. Để nhanh chóng điều tra làm rõ thủ phạm của vụ cướp trên, góp phần ổn định dư luận quần chúng nhân dân, Công an huyện Bình Xuyên đã tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát đối tượng, nên đã nhanh chóng điều tra làm rõ thủ phạm, bắt giữ đối tượng Phan Trung Hiếu, sinh năm 2002, ở xã Tân Quang, Sông Công, Thái Nguyên. Tại cơ quan công an, Nguyễn Trung Hiếu khai nhận, sau khi cướp giật được chiếc điện thoại trên, Hiếu tăng ga bỏ chạy về nhà ở huyện Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Để sử dụng được điện thoại, Hiếu đã vào mạng xã hội tìm cách phá khóa mật khẩu và che lại phần mềm, rồi sử dụng cho đến khi bị lực lượng công an bắt giữ. Qua đây thì cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không để đối tượng có thể lợi dụng sơ hở của người dân trong quá trình di chuyển để thực hiện các hành vi phạm tội. Qua vụ cướp trên cho thấy sự chủ quan, mất cảnh giác của người đi đường là nguyên nhân để bọn tội phạm thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy, hơn lúc nào hết, người dân cần phải nâng cao ý thức cảnh giác trong công tác phòng chống các loại tội phạm.